Ok, các bạn nhìn này. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với cái chương trình đầu tiên của cái việc 3D dựng về thiết kế nội thất, đó là chương trình 3D Max. Và chúng ta sẽ dùng cái phiên bản 2018. Đây là một trong những phiên bản khá mới, chứ không dám nói mới bởi vì nó phải là 20 thì nó mới là mới được. Còn đây tôi chỉ là 18 thôi. Và tất nhiên là với bản 18 thì đi liền với nó là tất cả những cái hệ thống đi kèm, ví dụ như V-Ray bản 2018, chứ không phải là V-Ray 2014 được. Các bạn hiểu không ạ? Và kết quả cuối cùng của chúng ta là học xong về cái 3D Max thì chúng ta phải biết là dựng các không gian về nội thất. Thì hôm nay thầy có chia sẻ về cái phần mềm này, các bạn nhìn này. Khi bật cái phần mềm lên thì chúng ta sẽ có những cái biểu tượng như là File, Edit, Tool, Group. Thì sau này thì chúng ta sẽ học được những cái này thôi. Còn phần bên tay trái là những cái công cụ của chúng ta. Ví dụ các bạn có nhìn thấy phần này không ạ? Đây là những cái khối cơ bản để các bạn có thể dựng hình được. Bởi vì vậy thì chúng ta phải cần phải tư duy. Tư duy nghĩa là sao? Đó là khi các bạn dựng căn nhà thì bản chất của nó chính là khối bóc, là khối hình hộp. Ví dụ các bạn nhìn thấy tường này chưa? Thì nó là khối hình hộp mà, đúng không? Cái này cũng tường, cái này cũng tường, cái này cũng khối hình hộp hết. Khối hình hộp hết, kể cả cái kính của bạn cũng là khối hình hộp, chứ chả phải là cái khối gì mà kinh khủng cả. Nhưng vấn đề là sau khi mà chúng ta khối hình hộp ấy, nó chỉ khác nhau về mặt kích thước thôi. Có những cái thì dày hơn, có những cái thì mỏng hơn, và chúng ta sắp xếp nó là xong. Kể cả cái mặt bàn của các bạn đều như vậy hết nha, hiểu cái này chưa? Tiếp theo vấn đề khi mà chúng ta vào cái công cụ 3D Max thì chúng ta cần phải chuẩn bị là chúng ta cài đặt cho nó một chút xíu về cái tính năng. Ví dụ trong cái tính năng đấy thì nó sẽ có phần custom, các bạn sẽ chọn vào đây là cài đặt về mặt kích thước. Các bạn đi, chúng ta sẽ cài đặt mặt kích thước của 3D như sau. Các bạn cũng nhớ một điều rằng là trong quy trình khi 3D Max chúng ta đi hay đi phần mềm về cái thiết kế nội thất này, chúng ta hãy đi theo cách mà chúng ta đơn giản và dễ nhớ nhất cho tôi, theo cái tư duy của bạn nha. Nào các bạn nhìn này, khi chúng ta tích vào đây một cái thì các bạn sẽ có những cái biểu tượng này. Các bạn có nhìn thấy cái chữ Unit Setup không ạ? Các bạn có nhìn thấy không? Và khi mà các bạn tích vào đây một cái thì nó sẽ xuất hiện ra một cái bảng cho các bạn. Ở đây nó sẽ có là tính theo đơn vị là mm, các bạn muốn nhìn chỗ này không ạ? Ok, sổ xuống thì nó có rất đơn nhiều đơn vị là cm, mm, rồi km, nhưng mà chúng ta sẽ chọn vào mm chẳng hạn, như thế này thì chúng ta tích vào đây, được chưa? Còn phần thứ hai nữa là các bạn sẽ tích vào tầm cái đơn vị của hệ thống thì các bạn có thể chọn vào cm hoặc là mm, các bạn nhìn mm chưa? Và sau khi làm xong thì bạn sẽ ấn vào phần ok cho tôi, thì tôi đã có một cái đơn vị là tính theo mm rồi. Và bắt đầu là chúng ta sẽ chốt lại cái phần này. Xong chưa? Tiếp theo nhá, sau khi mà bạn đọc được cái định vị của chúng ta rồi thì bây giờ chúng ta tiếp theo đến phần thứ hai. Đó là trong 3D Max gồm có những cái công cụ khá là quan trọng. Quan trọng đầu tiên đó là công cụ hình mũi tên. Các bạn có nhìn thấy mũi tên tổng cộng đúng không? Thì có Select and Move. Các bạn nhìn này, đây là công cụ mà chọn và dịch chuyển. Các bạn có thể ghi cái biểu tượng này lại cho tôi. Chọn và dịch chuyển. 3D Max dùng nhiều nhất là những cái biểu tượng mà tôi đang chia sẻ cho các bạn. Tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng số 2 của chúng ta là có biểu tượng xoay. Số 1 nha, Select and Move là giá trị là chọn và dịch chuyển. Có nghĩa là mình chọn được đối tượng và dịch chuyển đến nơi mà chúng ta cần thiết, được không ạ? Công cụ thứ hai của chúng ta đó là cái gì? Nó là biểu tượng xoay. Các bạn nhìn biểu tượng xoay chưa? Biểu tượng xoay này nó chính là gì? Select and rotate, nó là giá trị là chọn và xoay đối tượng. Các bạn có thể tích vào đây cho tôi. Tiếp theo các bạn sẽ chọn ở cái đây nữa là select and uniform scale, là giá trị mà được gọi là phóng to thu nhỏ đối tượng. Nhưng nếu mà cái phóng to thu nhỏ đối tượng này thì thường thường người ta sẽ chọn cái thông số là nó đánh kích thước cho một đối tượng sẽ tốt hơn, bằng cách là các bạn dịch chuyển bằng tay thì nó sẽ không chính xác được. Tất nhiên là có nhiều người bảo là em đã học từng 3D Max rồi và em kéo cái này cũng được mà thầy, ok tôi đồng ý. Nhưng đối với tôi thì kết quả cuối cùng nó vẫn chỉ là một sản phẩm thôi. Em hãy làm sản phẩm để có kích thước tốt nhất, đồng ý không ạ? Nên tôi sẽ chọn phương pháp là tôi sẽ đánh kích thước của nó.
Ok, vậy thì có nhiều người đặt ra câu hỏi bảo thầy ơi, vậy thì có những cái khối nó có sẵn thì đồng ý là đánh được kích thước, nhưng có những khối không đánh được kích thước thì sao? Vậy thì tôi vẽ một cái khối ra và tôi uốn cái khối thì theo cái khối của tôi có được không? Các bạn hiểu cái này chưa? Thì có rất nhiều cách để đánh được một kích thước cho đối tượng, dù là cái hình của chúng ta vẽ ra hoàn toàn là vần mà không phải là những khối cơ bản, thì chúng ta có thể vẽ một cái khối hộp ra và chúng ta cho đối tượng nó vào trong và kéo nó bằng thì cũng đã là tốt lắm rồi. Rồi nhá, tiếp theo. Cái đơn vị 3D Max của chúng ta được quản lý nó là không gian 3D nên chắc chắn là sẽ có các chiều cho các bạn, ví dụ chiều phối cảnh này, chiều chính diện là nhìn từ trái qua phải này, nhìn từ trên xuống này, nhưng cái mà chiều quan trọng nhất đó là chính là mặt bằng. Mặt bằng thì các bạn biết rồi, đó là nhìn từ trên xuống dưới. Khi mà chúng ta có mặt bằng thì chúng ta mới triển khai được tất cả những cái còn lại, còn nếu mà không mặt bằng thì chúng ta sẽ không triển khai được đâu. Các bạn hiểu cái này chưa? Nên thường thường chúng ta sẽ quản lý bằng cách như sau. Các bạn nhìn này, ở đây nó sẽ có một màn hình thôi, nhưng mà chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng là giữ phím Alt V, đó là trở về bốn định dạng màn hình. Các bạn nhìn này, Alt V chưa? Alt V chính là phóng to một màn hình và cũng là trở về bốn định dạng màn hình mà chúng ta mong muốn. Đúng chưa? Thì các bạn nhìn này, nhìn thẳng lên trên cái chỗ của chúng ta ví dụ tôi chọn vào mặt top, nhìn mặt top chưa, nó có chữ TOP tích vào đây, bạn giữ phím Alt V kép thì bạn có nhìn thấy nó sẽ phóng vào một cái mặt đó mà. Ok, ấn là Alt V kép thì chúng ta lại trở về ở tích vào đây, chúng ta sẽ có mặt phân, thì chúng ta ấn vào Alt V kép thì chúng ta sẽ có phóng vào mặt đấy, và Alt V kép thì lại quay trở về bình thường. Có nghĩa là khi vẽ một đối tượng ra nó sẽ xuất hiện ở ba bốn mặt như vậy để chúng ta nhìn được tổng quan. Cũng tiếp tục như vậy, chúng ta ấn vào mặt nét này, Alt V kép, và tất nhiên chúng ta ấn vào Alt V kép thì chúng ta sẽ quay trở về. Hiểu cái này chưa? Và tiếp theo là vậy gì, thế vậy có cách nào mà chúng ta có thể hoán đổi được các vị trí của nó được không mà không phải ấn Alt V kép nhiều quá? Thì người ta sẽ có cách như sau. Các bạn nhìn, tôi tích vào một mặt nhé, nhìn lên chưa, mặt này là được ký hiệu là mặt top, là mặt nhìn từ trên xuống. Các bạn có thể ghi mặt top là mặt nhìn từ trên xuống. Chúng ta cố gắng ghi thật là kỹ. Tiếp theo, chúng ta chọn vào mặt phân là bên này, là mặt chính diện, mặt trực diện các bạn nhìn vào. Mặt nét thì các bạn có thể nhìn từ trái qua phải. Có nghĩa là khi vẽ một đối tượng ra thì nó sẽ thể hiện các mặt cho bạn là nhìn từ trên xuống, nhìn chính diện, nhìn từ trái qua phải. Và cái perspective này là chính là giá trị là các bạn nhìn phối cảnh của nó. Có nhìn không ạ? Và các bạn để ý giúp thầy một tí, nó là trong cái phần là mỗi mặt của chúng ta nó đều có một cái chữ cái rất là rõ ràng, bởi vì là trong cái thiết kế các bạn có nhìn thấy không? Mặt top được ký hiệu là chữ T. Có nhìn chữ T không ạ? À, mặt phân được ký hiệu là chữ F, mặt nét được ký hiệu là chữ L và mặt phối cảnh của vectiver là ký hiệu là chữ P. Có nhìn chữ P chữ cái đầu tiên không ạ? Đó, thế thôi. Vậy thì cái chữ cái này sẽ giúp cho chúng ta cái việc mà chúng ta sẽ quản lý về mặt thiết kế là sao. Thì các bạn nhìn này nhá, nhìn này, tôi ấn vào đây, tôi ấn vào chỗ cái công cụ của vectiver, tôi ấn vào căn am với kép, thì các bạn có thấy là cái phối cảnh nó to lên mà mặt phối cảnh nó lên. Nhưng bây giờ tôi muốn trở sang mặt top để tôi kiểm tra là xem là mặt bằng của tôi ra sao, thì các bạn chỉ cần ấn vào chữ T, nhìn nhá, ấn vào chữ T thì các bạn có nhìn lên nó trở về mặt top không? Có nhìn thấy không ạ? Ok, và cũng tương tự như vậy, chúng ta ấn vào F thì nó trở sang mặt phân, và ấn L thì trở sang mặt gì ạ? Mặt nét. Và ấn vào P thì trở về gì? Hiểu cái đấy chưa? Nên các bạn nhớ một điều rằng là khi mà chúng ta muốn làm nhanh thì chúng ta phải nhớ được cái phím tắt của từng mặt. Như vậy thì chúng ta rất là dễ quản lý tốt hơn. Xong chưa? Phần thứ hai, để chúng ta muốn quản lý tốt hơn nữa thì các bạn sẽ ấn vào biểu tượng đó, là cho tôi đó là phím V. Nhìn phím V không ạ? Đây ạ, các bạn sẽ ấn vào phím V thì ở đây nó có, nhìn thấy không? Viewport này, nhìn thấy không? Ở đây chúng ta sẽ có là top, button, left, right, nó có hết này các bạn nhìn thấy không ạ? Còn vectiver của chúng ta này, top này, ấn vào đây cái thì bạn sẽ trở về mặt top. Ấn vào V một cái thì bạn sẽ chọn vào vectiver, thì các bạn sẽ chọn nó, nhìn không? Phối cảnh. Tiếp theo, các bạn sẽ ấn vào V, bạn sẽ có mặt phẳng, nhìn thấy không ạ? Thì các bạn có thể chọn cái mặt bằng phương pháp là tích vào công cụ V và chọn vào mặt mình mong muốn. Thế nhá, vậy thì cái cách chọn đã được như vậy rồi đúng không ạ?
Tiếp theo. Xong chưa? Ok, lúc này thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng. Ví dụ như là chúng ta chọn vào mặt phối cảnh. Và các bạn sẽ thấy là nhiều lúc mà khi trở về mặt phối cảnh thì chúng ta sẽ bị một cái trường hợp như sau, đó là cái hình của chúng ta nó không, nó sẽ bị nhìn theo kiểu bị hình nhìn trực diện mà không phải là phối cảnh, thì các bạn hãy dùng theo phương pháp là xoay phối cảnh để tạo ra cái cảm giác góc nhìn tốt nhất cho bạn bằng cách như sau. Các bạn ghi đi, cách xoay phối cảnh trên mặt mặt P hay là gọi là mặt perspective. Có nhìn cái mặt này không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ dùng cái tổ phím như sau, đó là bạn kết hợp phím An giúp tôi. Nhìn ấn phím An chưa? Và dùng một cái biểu tượng đó là con lăn. Các bạn nhìn thấy không ạ? Kích thẳng một con lăn, ấn thẳng xuống và dùng phím An dịch chuyển sang phải, sang trái, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ xoay được cái phối cảnh của đối tượng. Ví dụ, các bạn nhìn này, tôi sẽ vẽ ra, chọn một cái khối tượng, khối bóc, tôi vẽ ra. Tôi kéo lên trên, được chưa? Và tôi thoát lệnh bằng cách như sau, tôi chọn vào công cụ Select and More, đúng không ạ? Sau đó thì các bạn nhìn, tôi giữ phím An, tôi tích vào, lăn chuột, tôi kéo sang phải, kéo sang trái. Các bạn nhìn thấy không ạ? Thì đây là xoay đối tượng phối cảnh của chúng ta đây. Nhưng đây gọi là xoay theo kiểu tự do mà các bạn mong muốn, bởi vì sau này chúng ta sẽ đặt camera, chứ không xoay theo cách nhà được. Hiểu cái này chưa? Camera nó sẽ chuyên nghiệp hơn, bởi vì đặt camera đâu thì cái góc nhìn nó sẽ tương ứng. Chứ đây là xoay nhanh, nhưng nhiều lúc mà chúng ta muốn xoay, ví dụ xoay này tí bảo là xoay quay trở lại cái góc ban đầu thì chúng ta không quay được, đúng không? Bởi vì xoay nhanh làm sao bạn đếm được. Hiểu cái này chưa? Ok. Tiếp theo, trong cái về cái tính năng của chúng ta là ngoài cái giá trị về độ xoay của đối tượng, các bạn nhìn này chưa? Thì ở đây các bạn có thấy là khi mà chúng ta vẽ ra một đối tượng, nó sẽ xuất hiện cái biểu tượng đó là cái trục. Mọi người có nhìn cái trục này không ạ? Thì như tôi đã chia sẻ cho các bạn biết là cái công cụ đầu tiên của chúng ta đó là Select and More, đó là để chọn và dịch chuyển đối tượng, thì ở đây nó có trục Z, trục Y và trục X, nó rất là rõ ràng. Và cái đối tượng gốc nó sẽ nằm ở vị trí này, gốc của cái trục này. Tại sao? Tí là tôi nói cho bạn về cái gốc này để cho nó kỹ hơn nhá. Các bạn nhìn này, khi tôi tích vào đây, tôi chọn là trục Z thì tôi kéo lên trên, chỉ kéo, tôi kéo sang phải không được, kéo sang trái không được, mà chỉ theo trục Z là lên trên xuống dưới thôi, bởi vì tôi đã chọn theo trục dưới Z. Tiếp theo, phần thứ hai, nếu tôi chọn vào trục Y, các bạn nhìn nhá, tôi kéo đây mà tôi không đẩy lên trên được, nhìn nó đẩy lên trên không được không ạ? Rồi nhá, vậy thì dịch chuyển là phải cực kỳ chuẩn. Tiếp theo, bạn chọn trục X thì bạn sẽ cầm máy kéo dịch chuyển như này. Hiểu cái này chưa? Và tiếp theo nữa thì nếu mà chúng ta muốn dịch chuyển tự do thì bạn có nhìn thấy cái chỗ này không ạ? Nhìn này, dịch chuyển ở đây nó có cái biểu tượng màu vàng cái này xuất hiện này, nhìn thấy không? Thì bạn sẽ cầm này, bạn dịch chuyển tự do, có nghĩa là theo hai trục cùng lúc. Ok, hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo, cũng tương tự như vậy thì một đối tượng của chúng ta nó cũng có những cái biểu tượng phần thứ hai, đó là độ xoay, bởi vì là khi thiết kế ra thì chúng ta cũng rất là muốn mà xoay cái khối đó theo cái mà tôi mong muốn. Thì các bạn nhìn thấy cái độ xoay bên này không? Cái độ xoay này khi tôi tích vào đây thì ở đây nó sẽ chia cho chúng ta những cái cấp độ xoay như sau. Ví dụ các bạn có nhìn thấy trục Z như này không ạ? Thì nó tương ứng với cái vành, đó là vành màu đỏ này, vành màu xanh này. Có nhìn ba loại vành không? Vành đỏ là vàng và xanh lá cây này. Thì bạn sẽ chọn màu đỏ, bạn có xoay nhảy. Có nhìn không ạ? Nha, rõ ràng nha, là chúng ta sẽ xoay theo trục gì? Các bạn có thấy là trục X không ạ? Rồi tiếp theo, cần thường xét lại, làm sai thì chúng ta sẽ xoay cái này theo trục gì? Y, bởi vì tâm của nó sẽ nằm như này, đây. Màu xanh lá cây, mình nhìn màu xanh lá cây không ạ? Và tiếp theo nữa là các bạn nhìn thấy màu đỏ không ạ? Chúng ta xoay nhảy thì chúng ta sẽ lấy trục X. Vậy thì để muốn xoay một đối tượng thì chúng ta sẽ xoay theo chiều của nó, theo ba cái vị trí này. Các bạn biết xoay, biết dịch chuyển rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ liên quan đến phần tiếp theo, đó là gì ạ? Cách. Tôi sẽ chỉ cho các bạn về cái cách của là dựng một đối tượng. Ok, các bạn ghi đi. Cách dựng một đối tượng trong nội thất như sau. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một cái bài, đó là chúng ta dựng một chiếc ghế. Tại sao tôi lại nói là dựng chiếc ghế? Bởi vì cái chiếc ghế đấy chúng ta phải quy định rằng là nếu nó biến đổi về mặt kích thước nó sẽ trở thành cái khác. Các bạn sẽ bắt gặp như sau. Là tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ xóa nhá. Nhìn này, khi mà các bạn đến đây, tôi sẽ trở về mặt top. Các bạn nhìn trở về mặt top chưa?
Tôi muốn vẽ từ nhìn từ trên xuống để cho các bạn dễ nhìn, bởi vì đây là mặt bằng của tôi. Luôn luôn vẽ nhà nha. Tôi sẽ chọn cái khối đầu tiên cho các bạn, đó là khối bóc, là khối hình hộp. Các bạn có thể ghi khối hình hộp, vẽ chiếc ghế bằng khối hình hộp. Vẽ chiếc ghế bằng khối hình hộp. Được chưa? Và sau cái bài hôm nay thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái này để dựng toàn bộ tất cả những phần còn lại trong căn nhà cho bạn. Không được quyền dùng uốn cong, không được dùng hết, chỉ dùng một khối tư duy thôi. Khối hình hộp cho tôi. Tôi thích là khối bóc. À, thầy, có nhiều người đặt ra câu hỏi là thế tại sao những khối này, khối nào dùng nhiều nhất thì chúng ta sẽ nhớ. Còn khối nào mà quá phù hợp mà ít dùng thì chúng ta không nhất thiết phải cần nhớ đâu. Nhà, ở đây trong đấy nó có rất nhiều loại cho các bạn này, này. Công cụ. Tích vào đây nó cũng có một cái khối bóc nhưng mà nó có chamfer bóc. À, tích vào đây thì là dạng đầu tiên rồi, nhìn không ạ? Nha, bạn tôi ấn vào khối bóc và tôi vẽ này. Các bạn nhìn này. Khi bạn vẽ thì bạn vẽ rất thoải mái, tôi sẽ chọn đây, bạn chọn Z lại. Các bạn nhìn tôi vẽ chưa? Đây là vẽ trên mặt bằng nha. Và sau khi vẽ xong thì tôi trở về định dạng đó là gì? À, rất lệnh. Nhìn không ạ? Xong, rất lệnh xong. Bây giờ chúng ta phải kiểm tra lại một tí là ở các mặt kia nó sẽ ra sao được không? Ok, bây giờ tôi trở về mặt nét. Các bạn nhìn mặt nét không? Thì ở đây nó xảy ra một cái vấn đề là cái hình của chúng ta nhìn từ trên xuống dưới thì có thể là nhìn bao quát rất dễ. Nhưng mà chuyển sang mặt nét thì chúng ta lại nhìn là bị sao, vì nó mất cả phần phía trên, Các bạn nhìn mất phần phía trên không? Thì người ta có hai cách. Cách thứ nhất là bạn sẽ ấn vào Ctrl trừ. Ctrl trừ là thu nhỏ cái khung hình lại để nhìn nó dễ hơn. Đấy là cách đầu tiên nhá, làm giống như Photoshop hoặc là Illustrator cũng có thể làm được cách này đúng không? Đây, Ctrl trừ, Ctrl cộng. Đúng chưa? Có nghĩa này, có nghĩa là phóng to thu nhỏ khung hình đúng không? Rồi, tiếp theo. Nhưng cách dùng nhiều trong 3D Max thì người ta dùng lệnh là Ctrl Shift Z. Ctrl Shift Z là làm cho đối tượng đầy cái khung hình của bạn. Nếu đối tượng đó chỉ một là Ctrl Shift Z. Các bạn nhìn thấy Ctrl Shift Z chưa? Tôi trở về mặt top cho bạn xem nhé, trở về top này. Có nhìn chỗ này không? Ctrl Shift Z. Hiểu cái này chưa? Rồi, mặt trở sang mặt phân này. Các bạn nhìn thấy mặt phân chỗ này chưa? Nó bị thiếu phần phía trên, ấn Ctrl Shift Z. Thấy chưa? Đó, thế thôi. Ctrl Shift Z chính là đầy khung hình. Đoạn này chưa có cái gì cả, nó chỉ là cái cách quản lý được. Tiếp theo. Nào các bạn nhìn này, tiếp theo. À, và tất nhiên là chúng ta phải trở về phối cảnh để xem như đúng không? Chúng ta phải xem rất nhiều mặt, trở về quê là phối cảnh. Thì các bạn có thấy bị đầy không ạ? Bị đầy chưa? Ok, ấn vào Ctrl Shift Z, các bạn có nhìn được cả khung hình không? Hiểu cái này chưa? Ok. Vậy thì lúc này chúng tôi mới nói cho các bạn một cái chiêu thức như sau, là chúng ta sẽ xem đối tượng ở dưới dạng nét và dạng hình như sau. Để muốn nhìn đối tượng ở dạng nét, chúng ta ấn F3. Nhìn F3 chưa? F3 là xem đối tượng ở dưới dạng khung viền. Và tiếp theo chúng ta cũng có thể sử dụng thêm một chiêu thức nữa là chúng ta sẽ nhìn vào F4. Ví dụ F3 là nhìn khung viền, F4 thì sao? Đây, F3 nhìn này chưa? Nhưng nếu tôi ấn vào F4 thêm này thì bạn nhìn này, vừa nhìn khối và vừa có cả nét, có cả khung viền, có nghĩa là nó kết hợp cả hai nào. F3 chính là xem viền, nhưng F3 là thứ hai chính là xem khối, nhưng F4 thì vừa có cả khối vừa có cả gì? Khung viền. Hiểu cái này chưa? Ok. À, mục đích của chúng ta để làm gì? Để chúng ta chọn đối tượng cho dễ dàng thôi. Tiếp theo, một đối tượng của chúng ta nó có một cái biểu tượng là cái trục này. Nhiều người để nó bị bé, bé tí xíu. Ấn mãi cũng được, nó nhìn thấy bé tí xíu chưa? Thì nó có một nguyên tắc như sau là các bạn sẽ ấn vào nút cộng và nút trừ trên bàn phím, nó chính là độ to nhỏ của cái gì? Trục của các bạn lên để dịch chuyển cho nó dễ, đúng không ạ? Ok, các bạn ghi đi. Phóng to trục X, Y, Z để dịch chuyển đối tượng dễ dàng hơn thì người ta sẽ dùng phương pháp đó là ấn vào biểu tượng là nút cộng và nút trừ trên bàn phím của các bạn. Tiếp theo, một ngày nào đó mà các bạn dùng trên bàn phím nhỡ tay ấn vào cái biểu tượng như sau, đó là như này. Các bạn nhìn thấy nhỡ tay chưa? Cái chuyện nhỡ tay là chuyện đương nhiên rồi, nó sẽ xảy ra đối với các bạn thì các bạn sẽ bị full màn hình không? Thì cái này là xem cái khung màn hình nó lớn hơn, nó chính là lệnh là Ctrl X. Ctrl X. Quên Ctrl X chưa? Ok,
tiếp theo. Và cũng một ngày đẹp trời nữa thì nơi lúc mà khi mà chúng ta thích vào đây mà chúng ta lại bị mất luôn cả cái chủ, không kéo được. Ví dụ như này, mà bạn là rõ ràng em thích về đây rồi mà lại không nhìn thấy cái chủ đâu cả. Thì đối với những cái phiên bản đời mới như là phiên bản 2016, 17, 18, 19, 20 thì người ta sẽ dùng lệnh là Control Shift, chính là tắt và bật cái chủ của chúng ta lên. Cũng chia sẻ mọi người biết là đây là một trong những chương trình Bademark mà tôi đã không dạy từ cách đây khoảng hơn 10 năm. Lâu lắm rồi, chưa dạy. Ở dưới tôi dạy rất là nhiều, nhưng bây giờ thì, đấy, hơn 10 năm, không có dạy. Ok, xong chưa? Rồi, bây giờ chúng ta lại tư duy tiếp nha. Nào, vậy thì để muốn tạo ra một cái ghế, hôm nay chúng ta học cái ghế mà, thì chúng ta phải tiêu chí đầu tiên của dân nội thất là phải là gì? Phải có kinh nghiệm, đúng không ạ? Bảo là thấy vậy thì em mới học đến đâu được kinh nghiệm, đúng không? Vậy cái kinh nghiệm đầu tiên của chúng ta là gì? Nó là phải có cái thước, đúng không? Các bạn có đồng ý tôi phải có cái thước không? Bây giờ chúng ta không có kinh nghiệm, không ai chia sẻ cho chúng ta, thì chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải có cái thước tự đo. Tôi muốn dựng một cái ghế, vậy cái ghế đấy nó có kích thước bao nhiêu, chiều dài, chiều rộng và chiều cao bao nhiêu, đúng không? Có ai chia sẻ tôi đâu mà tôi biết, lấy thước ra đo. Có đồng ý không ạ? Ok, vậy thì các bạn sẽ có một cái thước cho tôi nhá. Và hôm nay bạn ạ, thấy em thấy có nhiều cái ghế nó hoàn toàn hay lắm, nhưng mà vấn đề là tôi mới học, tôi không học làm được cái đấy rồi đấy ạ. Tôi phải tư duy khối đó này, khối hình hộp đã. Thì các bạn có nhìn thấy cái khối này của thầy không ạ? Nó có giống như trong một cái serum về cái thời trang mà. Dành cho việc là chúng ta để một cái túi sách, để quần áo, hoặc thậm chí là để các cô mannequin ngồi lên được. Các bạn sẽ nhìn thấy cái đoạn mà nó trưng bày ngay cái chỗ mặt kính, như cái kính kìa, nó giải sỏi này, nó đặt 5-6 cái bục, và một cái bục cái người ta đặt sản phẩm, một cái bục để cho cô mannequin ngồi lên, và một cái bục người ta để một cái túi sách, hoặc là một cái giày da, hoặc một cái giày gì đó, đúng chưa? Ok, vậy thì có nghĩa là nội thất của chúng ta là gì? Nếu chúng ta làm được từng cái trong nội thất ấy, có nghĩa là chúng ta làm được nội thất. Nhưng làm nội thất này không có tính logic với nhau, bởi vì sao? Là chắp ghép. Còn logic với nhau là gì? À, vậy cái hình thù của cái trần nó phải mang phong cách của cái ghế, cái bàn, thì đấy mới là cùng một phong cách. Hiểu cái này chưa ạ? Ok, vậy thì để muốn làm được điều đấy thì trong cái benchmark của chúng ta nó có một cái phần rất hay. Đó là gì? Chúng ta phải đánh được kích thước của đối tượng. Để muốn đánh được kích thước đối tượng thì chúng ta sẽ chọn một đối tượng đó. Và ở đây nó có biểu tượng như sau, các bạn nhìn thấy nhỉ? Nhìn thấy biểu tượng này chưa? Modify chính là đánh kích thước của đối tượng. Đánh kích thước của đối tượng. Khi mà bạn tích vào đây một cái thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái đơn vị cho các bạn, đó là chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Các bạn nhìn chiều dài, chiều rộng, chiều cao chưa? Lúc này chúng ta, các bạn nhìn này, tích vào đối tượng nhá, ở đây nó sẽ có chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Tại sao tôi lại nói thế? Bởi vì lúc này tôi sẽ trở về mặt top cho các bạn dễ nhìn. Phối cảnh thì nhìn dễ bởi vì nhìn được các mặt, đúng không ạ? Nhìn chưa? Nhưng mà nhiều lúc ở trên mặt top thì sao? Đây, thì chiều dài nó nằm ở đâu? Đây, cái này bạn nhìn này chưa? Thì nó chiều dài từ đâu đến đâu? Tôi thử cho bạn xem nhé, nhìn chưa? À, chiều này nó chính là từ đây cho đến đây. Ok, nhìn từ trên mặt xuống ấy. Các bạn có thấy là các bạn đứng trên bàn, bạn nhìn xuống mặt bàn thì chỉ có chiều này không? Không có nhìn được chiều cao không ạ? Ok, chúng ta không nhìn được chiều cao. Ở đây, chiều thứ hai là cái gì? Đây, thì nó từ đây cho đến đây. Và chiều cao không nhìn được trên mặt top. Đúng chưa? Vậy thì mặt top phải nhìn ở mặt nào ạ? Có phải nhìn ở mặt phẳng hoặc mặt nét không? Một thằng nhìn từ trên xuống thì chiều hai chiều này nhìn được rồi, nhưng chiều này không nhìn được. Thì ở mặt phối cảnh nhìn được, và mặt gì? Những cái mặt phẳng hoặc mặt nét là chúng ta sẽ nhìn được, đúng không ạ? Chúng ta phải tư duy là chúng ta đang vẽ trên mặt tốt. Đầu tiên các bạn có thấy là tôi vẽ trên mặt tốt cho các bạn xem ạ. Ok, vậy lúc này tôi muốn đánh một cái ghế, tôi sẽ đánh biểu tượng như sau. Một chiều là 450. 450 thì nó tương ứng với bao nhiêu centi ạ? Ok, và tiếp theo tôi cứ vẽ một cái khối tròn đi, à khối vuông đi, 450 tiếp theo, và chiều cao tôi cũng để là 450. À, có nhiều người sau khi vẽ xong đến đây bảo thế em thấy cái ghế của em chiều ngang nó chỉ có 3 năm mà, thì em đánh 3 năm có đúng không ạ?
Cái vấn đề là em lấy thước em đo bao nhiêu thì em đánh bấy nhiêu vào cho tôi. Đúng chưa? Rồi tiếp theo này. Còn mà đi thị trường lâu quá rồi, làm nhiều năm quá rồi thì thực ra là lúc đấy là số nó trong đầu của em rồi, em đánh cái ghế nó bằng bao nhiêu thì đấy là việc của em. Chúng ta không xét nữa. Nhưng chúng ta đang xét là chúng ta không có ai giúp đỡ, không có một tí kinh nghiệm nào, thì chúng ta phải tự tạo ra kinh nghiệm bằng cách là chúng ta phải đo. Cái đo đấy sẽ giúp cho chúng ta đó là gì? Khi đến một cái nhà người ta có 5 mét thôi mà ông vẽ cái ghế 10 mét thì coi như đứt rồi đấy. Đúng không ạ? Chúng ta có một cái tường để đặt một cái tủ vào, cái tường đấy nó chỉ có mét rưỡi thôi mà mình vẽ một cái tủ mét 6 chiều ngang này thôi chết luôn. Bởi vì sao? Thi công xong mang lên chẳng nhẽ cửa. Có đúng không ạ? Nên tóm lại là gì? Cái người thiết kế phải biết đi đo. Nên các bạn có thấy là trong cái bản AutoCAD của các bạn là có cần kích thước không? Nó chuẩn đúng không? Bởi vì sau khi có cái bản đấy để gửi xuống cho nhà thi công thì người ta mới thi công được. Chứ người ta đâu có bị ở đâu, người ta có nhìn áng áng chừng đâu các bạn. Đúng chưa? Rồi, vậy thì sau khi mà tôi đánh kích thước xong thì các bạn có thấy là cái hình của tôi nó bị phun ra ngoài không ạ? Nó có nhìn được không ạ? Thì vừa rồi tôi mới dạy cho các bạn một chiêu thức đó là Ctrl Shift Z. Rồi, Ctrl Shift Z, ok. Các bạn có nhìn thấy nó chùi vào trong chưa? Nó bao quát được nhanh không ạ? Rồi, tiếp theo. Trong quy trình khi vẽ này rất là khó chịu bởi vì có những cái lưới của chúng ta làm bị đau mắt của chúng ta. Đây, nhìn lưới chưa? Thì các bạn có thể làm một cái thao tác là ấn vào phím G giúp tôi. Phím G là tắt và bật cái lưới của cái đối tượng thiết kế. G. Rồi, xong chưa? Ấn vào G nhá. Rồi sau đó thì chúng ta cũng như thao tác bình thường thì chúng ta trở về sang mặt nét nhiều ạ, Ctrl Shift Z. Tiếp theo chúng ta ấn mặt phân Ctrl Shift Z và ấn vào mặt phối cảnh Ctrl Shift Z. Thấy chưa? Rồi tiếp theo nha. Ở đây người ta có hai phong cách dựng. Dựng thứ nhất là dựng theo kiểu tư duy như sau, là một cái ghế thì thường thường gồm có hai phần. Phần thứ nhất là mặt ghế, phần thứ hai là chân ghế. Thì tôi hỏi các bạn nhé, đây cũng có thể là một cái ghế, bởi vì nó chỉ có là vừa chân ghế và mặt ghế là cũng là một. Cứ ngồi được không ạ? Ngồi được thì có nghĩa là ghế, có đúng không ạ? Nhưng nếu mà cái ghế nó cao cấp hơn một tí thì nó phải có mặt ghế và nó có bốn cái chân, chẳng những có ba cái chân, có ba chân ngồi được không ạ? Vậy thì ba cái chân vẫn ngồi được, nhưng vị trí của ba cái chân đấy nó phải như thế nào, có đúng rồi ạ? Rồi vậy thì ba cái chân đấy sau khi mà tôi dựng xong thì nó phải nằm ở vị trí nào, nó liên quan đến việc dịch chuyển không ạ? Có phải liên quan đến cái trục mà chúng ta vừa phải học không? Dịch chuyển sang trái, dịch chuyển sang phải, dịch chuyển lên trên hay dịch chuyển xuống dưới, đấy là việc của chúng ta thôi nhá. Vậy thì đây là tôi sẽ trình bày cho bạn cách đầu tiên mà người ta dựng, đó là gì? Lúc này tôi sẽ đánh một cái mặt ghế, thì mặt ghế các bạn có đồng ý tôi là chiều dài, chiều rộng nó vẫn thế không ạ? Nhưng chiều cao của mặt ghế thì bao nhiêu ạ? Theo các bạn nó là mấy phân? Bạn nhìn cái mặt bàn đi. Nhìn cái mặt này chưa? Mà mấy phân ạ? Đấy là 5 phân. Ok, 2 phân rưỡi. Vậy ok, vậy thì có phải là nó là cái này không em? Nó có phải là chính xác này không ạ? Chiều dài, chiều rộng và đây là chiều cao. Thì có phải là mặt này là có phải thể hiện chiều cao không? Tôi thử cho bạn xem nhé, cầm này kéo lên trên. Ồ thế thì dài ra. Ồ, kéo này xuống dưới có phải thấp đi không ạ? Vậy có phải là mặt này không em? Ok, vậy thì chúng ta sẽ sinh ra cái trò đó là gì? Tôi gõ vào đây là 25. Như các bạn nói là tôi sẽ gõ vào đây đúng không? Thì có phải là ra được cái mặt ghế không ạ? Một cái ghế mà tôi dựng được thì tôi đã có được cái mặt ghế rồi. Bây giờ việc còn lại của tôi là thiếu cái chân ghế, đúng không? Thì ở đây người ta, vậy thì chân ghế là một đối tượng, mặt ghế là một đối tượng. Chân ghế có chiều dài, chiều rộng bằng mặt ghế không em? Nó bé hơn đúng không em? Nhưng chiều cao thì sao ạ? Ok, vậy thì tôi hỏi bạn nhé, đây là một, có phải là hình khối, hình hộp không? Nó có phải nằm chân ghế không ạ? Nó là một chân ghế nhưng nó chỉ không có đúng kích thước của chân ghế thôi. Tại vì chúng ta đang học tư duy từ khối mà, đúng chưa? Đây là phong cách nhá, đây là một phong cách này. Thì có nhiều người mới sinh ra cái trò là chúng ta muốn copy một đối tượng ra thì chúng ta phải copy bằng cách nào? Tại vì tôi copy thành hai cái thì có phải mặt ghế riêng, đúng không ạ? Và chân ghế riêng đúng không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, vậy thì chúng ta sẽ học về cách copy. Các bạn đi cách copy trong 3D như sau. Nào, các bạn sẽ tích vào đây, tích vào đối tượng này.
Cách copy thứ nhất là bạn sẽ chọn đối tượng trục của bạn và giữ thêm phím shift trên bàn phím và kéo theo trục, gọi là copy theo trục. Ví dụ tôi chọn được phím shift, tôi chọn được phím y, nhìn phím y chỗ này chưa, trục y này tôi cầm được kéo nha, và tôi buông tay ra thì có nghĩa là gì, thì copy. Và trong ba cái phần copy này thì các bạn sẽ nhìn thấy copy đầu tiên là copy có thể thay đổi được thông số không liên quan đến cái cũ. Có nghĩa là khi tôi chọn vào đây, bạn nhìn này chưa, tôi ấn vào đây tôi thay đổi thông số này, không liên quan. Có nhìn không ạ? Nó không liên quan, nó cũng lại là copy ra như một đối tượng bình thường, độc lập, không liên quan đối tượng cũ. Hiểu cái này chưa đã? Ok, tiếp theo làm lại. Chọn vào đây, giữ shift, bạn kéo đây cho tôi. Vẫn là cách copy nhá. Nhưng các bạn có nhìn thấy copy này không ạ? Copy into này, các bạn nhìn chưa? Thì đây là copy, nhưng nó lại tồn tại song hành với đối tượng gốc. Có nghĩa là gì? Thay đổi cái đối tượng số 2 này copy ra thì đối tượng số 1 cũng thay đổi theo. Các bạn hiểu cái này chưa? Vậy tại sao nó lại sinh ra cái trò copy như này ạ? Ví dụ sau này các bạn có đồng ý với tôi là tôi có một cái đèn. Ok, tôi copy ra cái đèn số 2, tôi copy ra cái đèn số 3, tôi copy ra đèn số 4, tôi copy ra số 5. Nhưng tôi thấy là tổng thể nhà bị tối quá, ok, tôi chỉnh cái này số 0.25 chẳng hạn. Thì tất cả đèn tôi phải 0.25 chứ. Chẳng nhẽ bây giờ đang từ 5, chỉnh vào đây copy bình thường, chỉnh 0.25 lại chọn sang cái thứ hai lại chọn 0.25 à? Không chơi trò đó được. Các bạn hiểu chưa? Nên nó sinh ra cái trò là làm thế nào để chúng ta quản lý đối tượng và làm thế nào để chúng ta quản lý được cái vấn đề điều chỉnh đối tượng đó một cách hợp lý. Ok. Rồi, vậy thì các bạn nhìn tôi ấn vào đây một cái thì tôi sẽ tăng cái giá trị này lên cho bạn xem nhé. Tăng này lên. Có thấy nó bị kéo theo cái kia không ạ? Ok, Ctrl Z lại. Vậy thì hiểu rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta mới tư duy ra là để muốn làm ra một chân ghế thì tôi giữ shift, tôi kéo theo trục Y. Được chưa? Và kéo theo trục Y thì bắt đầu tôi sẽ chọn vào copy đầu tiên và tôi ấn vào đây. Hiểu cái này chưa đã? Rồi. Và sau khi mà copy đầu tiên xong thì các bạn có đồng ý với tôi thay đổi là chiều này và chiều này không ạ? Thì lúc này tôi gọi hỏi bạn nhân, nếu mà tôi muốn đánh một chiếc ghế, tôi đánh khoảng cái chân ghế nó khoảng 30-30 và cao 4-50 được không ạ? Ok, vậy thì tôi sẽ ghi là 30. Nhìn lên chiều này chưa? Hỏi hẹp chưa? Rồi, chiều này tôi sẽ gõ vào 30. Và chiều cao tôi sẽ gõ bao nhiêu? 4-50, đúng chưa? Ok, và sau khi làm xong lại làm một thao tác đó là Ctrl Shift Z. Nó sẽ đầy toàn bộ màn hình là những cái đối tượng mà bạn đang thiết kế. Thì tôi hỏi bạn nhé, bây giờ tôi có một mặt ghế rồi, tôi có một chân ghế rồi. Vậy thì để muốn tạo ra một ghế thì phải có mấy cái chân ghế ạ? Mấy cái ghế ạ? 4 chân ghế, tôi thích 5 cái được không? Chắc chắc được không? Được chưa? Tôi thích 6 cái, 7, 8 cái, 9, 10 cái được không ạ? Đều được, bản chất cuối cùng nó chỉ là cái chân ghế để làm sao chúng ta ngồi một cách chắc chắn. Đúng chưa? Ok, vậy thì lúc này tôi hỏi bạn tiếp theo một tí nữa là cách chân ghế nằm ở dưới mặt ghế hay là cái mặt ghế nằm ở trên chân ghế? Hai cái như nhau, đúng rồi, cần gì? Ok, hai cái như nhau. Thấy chưa? Câu chuyện nó rất là thú vị. Và các bạn sẽ để ý cho tôi một tí là lúc này để muốn thể hiện rằng là cái này nằm trên hay cái này nằm dưới thì chắc chắn là chúng ta chỉnh mặt phối cảnh nó sẽ rất là vất vả. Ví dụ các bạn nhìn là tôi thích vào đây, tôi cầm cái phím Z này tôi kéo lên như này đã nằm trên cái chân ghế chưa thì chưa biết, tưởng tượng mà không tưởng tượng được thôi, không chơi trò đó. Chúng ta mới chơi một trò như sau, đó là tôi trở về mặt phân, các bạn nhìn mặt phân chưa, hoặc tiếp theo tôi sẽ trở về mặt gì, F đúng không ạ, được chưa, và dùng Ctrl Shift Z. Lúc này nhìn cái mặt này có khó nhìn không em? Khó nhìn, ấn vào G, nhớ G chưa? Rồi, lúc này tôi tích vào đối tượng này, tôi tích vào đây. Các bạn có nhìn thấy cái trục này là trục gì? Ok, tôi cầm đây, tôi kéo lên đây. Và sau khi kéo lên đây không biết nó đã sát chưa? Bởi vì là chúng ta chưa kiểm định được cái việc này. Và giai đoạn đầu chúng ta không cần nhất thiết để quá kinh khủng đâu. Thì chúng ta ấn vào phím Z giúp tôi. Phím Z là gì ạ? Phóng to một đối tượng. Ok, các bạn ghi đi. Phím Z là ấn phóng to một đối tượng. Phím Z là phóng to một đối tượng. Và tất nhiên là khi phóng to một đối tượng này thì bạn được quyền làm sao? Bạn cầm đối tượng này bạn kéo lên cho tôi. Nhìn này, Ctrl Shift Z, ấn Z. Ctrl Shift Z là đầy màn hình nhá. Nhưng ấn Z thì chỉ phóng to một đối tượng thôi. Còn mà muốn cho chính xác nữa thì bạn hãy dùng cái con lăn của cái chuột của các bạn ấy,
lăn thẳng lên nha. Nhìn ra chưa? Và sau khi lăn thẳng nó bị vượt quá nhỉ thì bạn sẽ tích thẳng vào con lăn gì đây. Nhìn này, tích thẳng con lăn. Thì cầm đối tượng đó, bàn tay kéo xuống dưới. À, vậy con lăn nó chính là giá trị bàn tay, có nghĩa là khi tích thẳng vào con lăn thì bạn dịch chuyển được cái bàn tay màn hình chúng ta lên trên xuống dưới sang phải và sang trái để làm sao chúng ta nhìn đối tượng một cách dễ nhất. Thì các bạn có thể ghi thẳng cho tôi đó là gì, tích thẳng vào con lăn chính là bàn tay dịch chuyển khung màn hình, đúng không? À, để muốn làm được cái điều mà chúng ta về nhà chúng ta nhớ hơn, ok, viết ra một tờ giấy màu vàng dán vào cái màn hình, tôi đảm bảo cho bạn biết học cực kỳ nhanh đi. Xong chưa? Hồi xưa tôi chỉ dạy tư duy thôi, sau đó thì các bạn cứ tự làm. Đây, các bạn nhìn này, tôi sẽ cầm đối tượng này kéo xuống dưới một tí nữa. Còn sau này muốn chính xác nữa thì chúng ta sẽ có bài tập căn chỉnh sau. Nhưng đây chúng ta mới học, chúng ta đi từ rất cơ bản luôn. Ctrl Shift Z, chúng ta ấn vào P, Ctrl, đấy, cái này nó vẫn ở ngoài. Tất nhiên nó đã sát rồi đúng không? Nhưng vẫn ngoài bằng cách nào? Ok, vậy chúng ta ấn vào T, còn nhớ T không? Còn T là gì? Ok, P, tối cảnh đúng không? Ấn vào V biết là gì không? À đúng rồi, đây V, chọn vào đây, top, Ctrl Shift Z. Tôi hỏi bạn là lúc này tôi đã có cái hình này rồi, tôi có thể dịch chuyển đối tượng này vào đây được không? Dịch chuyển như này thì các bạn có nhìn được hình không ạ? Không, bởi vì làm sao, nó che mất từ đâu nữa, không có nhìn được đâu. Đúng nhá, vậy thì người ta mới sinh ra cái tròn là F3, còn nhớ F3 vừa rồi không ạ? Hiển thị dưới dạng nét và hiển thị dưới dạng khối, và dùng lệnh là Ctrl Shift Z, ấn vào phím G. Có đúng không ạ? Đấy, và lúc này tôi đặt vào vị trí này áng chừng nha, cứ áng chừng đã tính sau. Sau đó tôi có một đối tượng cái hình này rồi, tôi giữ Shift, nhìn giữ Shift chưa? Các bạn sẽ cầm đối tượng này kéo sang đây thì có phải là tôi có được vị trí số 2 không? Có hai cái chân chưa? Có đúng hai chân chưa? Rồi bây giờ làm nào để có bốn được bốn cái chân? Thì tôi lại chọn vào đối tượng này, giữ Shift tôi kéo đây, đúng không ạ? Thì có ba cái, và giữ Shift để kéo đây là có bốn cái, vậy thì có nghĩa là có ghế rồi đấy, nhưng ghế lại chưa có rằng. Cái rằng giữa các chân ghế với nhau thì chúng ta chưa làm được, đúng không ạ? Hiểu cái này chưa? Rồi nhá. Nhưng trong tôi chia sẻ cho bạn thêm một cái lệnh nữa trong 3D Max, đó là cách chọn từ hai đối tượng trở nên như sau. Các bạn đi đi. Cách chọn từ hai đối tượng trở nên như sau. Có nghĩa là giai đoạn đầu thì chúng ta cứ phải làm sao mà chúng ta quản lý được chúng nó ra. Ở siêu tính sau. Nào. Bước 1, các bạn sẽ chọn vào đối tượng giúp tôi, nhìn lên tích vào đối tượng chưa? Cách thứ hai, bạn giữ Ctrl, bạn tích vào đối tượng số 2 được gọi là chọn thêm. Nó hơi ngược với các chương trình khác như là Photoshop, ý nút là giữ Shift, còn đây là giữ phím Ctrl các bạn. Đó, nhìn đúng không? Giữ Ctrl chưa? Vừa rồi tôi có dạy cho bạn một chiêu thức là để muốn copy một đối tượng thì người ta giữ Shift và kéo đối tượng theo trục đúng không? Thì tôi hỏi bạn bây giờ tôi phải kéo chiều gì đây ạ? Tôi năm chuột nhỏ lại nhé, nhìn đi, thấy nó nhỏ lại chưa? Ấn vào căn chân trừ cũng nhỏ lại, ấn vào căn chân cộng to ra, được không ạ? Ok, vậy thì tôi kéo theo chiều này đúng không các bạn? Kéo xuống thì có phải là giữ theo trục gì? Thì giữ gì nữa để mình copy ạ? Ok, giữ Shift kéo lên. Và copy cái gì ạ? Có phải copy này không ạ? À, cái này được không ạ? Bởi vì nếu cái chân ghế nó đã đủ tiêu chí rồi và không thay đổi nữa thì các bạn có thể chọn cho phương thức thứ hai cho tôi. Thì cái file của chúng ta sẽ nhẹ hơn nha. Để muốn copy nhẹ, cái file thiết kế nhẹ hơn thì các bạn sẽ chọn cái copy này cho tôi. Hiểu cái này chưa? Ok. Thì lúc này Ctrl Shift Z, ấn vào P, V này, ấn V này, chọn vào perspective này, ấn vào Ctrl Shift Z này và xoay này, giữ phím Alt xoay này. Làm chậm thôi, không cần phải nhanh đâu. Được chưa? Và sau khi mà chúng ta đi đến đây thì chúng ta ấn vào F3. Là F3 chính là xem gì? Xem khối. Và F3 chính là xem gì? Lưới. F3 là xem khối. F4 là gì? Bật vừa cả lưới vừa gỡ khối. Có nhìn thấy không ạ? Hiểu cái này chưa? Tôi muốn xoay phối cảnh sang bên này thì giữ phím Alt xoay bên này. Xoay sang bên này. Xoay bên này. Hiểu cái này chưa? Ok. Tiếp tục. Vậy thì còn có cách copy nào nữa không thì tôi sẽ chia sẻ cho bạn tiếp theo cách copy như sau. Các bạn đi đi, cách copy. À, lúc này tôi bỏ cái này đi.
lúc này tôi bỏ cái này đi và lúc này tôi bỏ cái này đi chẳng hạn như này để muốn copy nha, người ta không kéo vào chùm nữa. Có nhiều trường hợp là chúng ta phải copy tại chỗ và bắt đầu chỉ thay đổi về mặt kích thước thôi. Ok, thì tôi sẽ ấn vào biểu tượng là Canson V. Các bạn biết Canson V chưa? Đấy, Canson V chính là copy. Và sau khi copy xong thì các bạn chỉ cần điền cho tôi một cái thông số, đó là copy bình thường hay là copy như thế nào, là bạn sẽ nhìn thấy như này chưa? Ok, copy. Và sau khi copy xong thì tôi chỉ việc làm sao kéo cái này ra, tôi sẽ có cái thứ hai. Các bạn nhìn không ạ? Rồi, cũng tương tự như vậy, chúng ta phải làm cái gì nữa? Tôi lại quét qua cả hai được không ạ? Quét qua cả hai cái như này được không ạ? Control V, ấn copy đúng không ạ? Và lúc này copy xong tôi cầm kéo như này được không ạ? Nó cũng giống nhau đúng không ạ? Vậy thì bản chất cuối cùng nó cũng chỉ đi đến một cái kết quả, đó là tạo ra bốn cái chân ghế, còn em thích làm gì đến thì tùy em. Nhưng nếu mà chúng ta có cơ bản thì chúng ta sẽ nắm cực kỳ chắc em làm kiểu gì được, miễn sao ra bốn chân ghế cho tôi và đúng vị trí. Rồi, tiếp theo. Vậy bây giờ trong trường hợp này cái chân ghế tôi đã có rồi, tại sao tôi lại nói bạn biết copy một vị trí và cần thay đổi đây nhá? Nhìn là text, tôi chọn đây là có phải là chọn mặt ghế không? Tôi muốn copy tại vị trí này bởi vì tôi tạo ra một cái file rất là nhỏ nhắn bằng hai khối xếp với nhau để trang trí cho nó được không ạ? Nhìn nhá, Ctrl C, Ctrl V thì có phải copy tại chỗ không ạ? Và đây là có phải là copy độc lập không ạ? Có nghĩa là tôi copy xong rồi tôi tự quyền thay đổi nó nhá. Nhìn này, tôi sẽ thay đổi nó to hơn bằng cách tôi tích lên một điểm. Thấy to hơn một tí chưa? Và cái này cũng to hơn một tí. Các bạn có thấy này, phóng to cho xem, nhìn to ra ngoài chưa? Và chiều cao này tôi không phải để 25 nữa mà tôi sẽ để khoảng 10 thôi. Xong chưa? Và sau khi làm xong thì các bạn nhìn này, lúc này chúng ta trở về mặt gì á? Mặt phân là mặt bên cạnh. Các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi mà. Hình này của tôi có phải nhô ra một tí cho em không ạ? Tôi cầm cái điểm này tôi sẽ đẩy cái này lên trên một tí. Xong chưa? Và lúc này tôi được quyền chọn một cái màu khác được không? Các bạn nhìn này, tôi tích vào đây. À ok, tôi sẽ chọn thử xem một cái màu xem có được không nhá. Các bạn có nhìn này, tôi sẽ chọn một màu đậm được không? Nào, tiếp theo trở về P là phối cảnh. Thì các bạn có nhìn thấy ở đây tôi có tính trang trí không? Vẫn là cái khối đó nhưng mà tôi copy tại chỗ, tôi chuyển cho nó nhỏ hơn, to một tí thôi. Thì câu chuyện của chúng ta là ship gì? À, ship quy. Ship quy là xem file thiết kế của chúng ta. Đợi tí, tôi sẽ không chọn delay được. Bởi vì bản chất của cái này nó sẽ chọn vào F10 một chút xíu nhá. À, tôi sẽ trở về định dạng ban đầu. Đây, các bạn có nhìn thấy không ạ? Đấy, cái khối của chúng ta nó sẽ được như này. À, đó, nhìn thấy không? Và các bạn có nhìn thấy cái màu này nó đậm hơn so với màu này không ạ? Thì sau này các bạn phải tưởng tượng rằng là chúng ta sẽ đổ một cái màu sơn nó đậm hơn và màu này sẽ nhạt hơn. Thì chúng ta có thể tạo ra một chiếc ghế như này, có tính trang trí bằng hai cái khối hộp được chưa? Còn nếu mà bạn không thích thì ok, bỏ qua, chúng ta chỉ cần dựng lên đây thôi đúng không? Bây giờ cái ghế của chúng ta có rằng không? Có một cái thanh rằng không? Thì ok, chúng ta trở về mặt phân. Các bạn nhìn thấy chưa? Lúc này tôi sẽ gõ một cái biểu tượng như sau, là tôi chọn vào khối bóc và tôi vẽ từ đây. Nếu bạn vẽ từ đây này, nhìn này, Ctrl Z nha. Chúng ta vẽ trên mặt này. Đây là mặt phân, chúng ta vẽ như này. Thì có phải cái chiều này là chiều từ đây đến đây, nó chính là cái này không ạ? Chiều từ đây đến đây thì có phải là cái chiều này không ạ? Và cái chiều cao này không nhìn được. Đúng chưa? Rồi, vậy thì cái ghế, chân ghế của chúng ta là bao nhiêu ạ? Chân ghế, độ to của chân ghế là bao nhiêu rồi? 30, ok, vậy thì tôi sẽ gõ vào đây khoảng 25 được không ạ? Ok, tôi sẽ gõ vào đây 25 nhá. Một chiều. Chiều này tôi gõ vào 25 được không ạ? Vừa rồi cái mặt ghế chúng ta đánh là 450 đúng không em? Vậy tôi gõ vào đây 450 được không ạ? Thử 450 xem. Được chưa? Và sau khi làm xong các bạn có đồng ý với tôi là tôi ấn vào P thì các bạn có nhìn thấy cái chân ghế này của tôi không? À, chân ghế có rồi. Nhưng chân ghế có nằm đây không? Ok, vậy thì để muốn biết chân ghế nằm đâu thì hãy trở về phím T. Các bạn có nhìn chỗ này không? Tôi cầm đối tượng này tôi dịch chuyển bằng theo chiều. Tôi nhìn thấy nó bằng đúng cái thân này của chúng ta chưa? Nào, ấn Z, phóng to, lăn chuột để vào giữa.
Có nhìn thấy vào giữa chân ghế chỗ này chưa? Ok, sau khi tôi đã có một cái này xong thì tôi có thể được quyền ấn vào Ctrl V copy đúng không? Rồi, cầm cái này giữ shift đẩy sang bên này được không? Không biết nó giữa không thì lại dùng Z phóng to, năm chuột. Đoạn đầu tiên là chưa học căn nên là rất là vất vả trong chuyện là cứ phải kéo nhảy, ok. Ở giữa chưa? Rồi Ctrl Shift Z là trở về định dạng. Thử xem nhé, P. Ý đúng không? Không biết là cái khoảng cách từ đây đến đây là bao nhiêu luôn. Người ta cũng có hai cách, tại vì tất nhiên là chúng ta cũng chưa làm cái gì liên quan đến việc căn chỉnh đánh cấp độ bao nhiêu nữa đúng không? Thì nhìn này, tôi chọn vào đây, tôi chọn vào đây. Bạn có hai cái rồi đúng không? Chúng ta có thể copy được không? Copy bằng cái nhà chọn vào đây thì có phải ấn vào Ctrl V thì có phải thầy sẽ ấn vào copy được không? À có bốn chân, nhưng bốn chân nó đang nằm vị trí đúng không? Thì các bạn còn nhớ cái biểu tượng xoay này của tôi không? Nhớ mà xoay chưa? Nào, thì xoay nha, thích vào đây một cái, cầm này được rồi xoay nhẹ được không? Nhìn này xoay chưa? Như xoay này có thấy vất vả không? Ok, chính cái sự vất vả đấy người ta mới sinh ra là để muốn đánh được thông số xoay hoặc thông số dịch chuyển thì người ta sẽ chuột phải vào vị trí của công cụ xoay và công cụ dịch chuyển giúp tôi. Ok, các bạn ghi đi. Để muốn đánh được thông số xoay và thông số dịch chuyển của đối tượng, chúng ta sẽ tích vào chuột phải vào biểu tượng xoay và chuột phải vào biểu tượng dịch chuyển. Nào có nhìn thấy cái này không ạ? Nhìn nhá. Các bạn có nhìn thấy đây là trục gì à? À bóng to nhá, đây là trục Y, đây là trục X và trục Z là giữa rồi. Tại vì chúng ta đang ở trên mặt gì? Mặt top, đúng không? Thì lúc này các bạn có đồng ý tôi chuột phải vào đây thì có phải nó ra cái biểu tượng xoay không? Chuột phải biểu tượng xoay nhá. Nhìn nó ra bảng công cụ này chưa? Thì mọi người có thấy rằng là nếu tôi gõ vào đây là 90 thì có phải cái này xoay phát ra sẽ đúng không? Nào, thử gõ xem 90. À ok, enter nhá. Các bạn có nhìn thấy không? Được rồi. Xoay như này tiện hơn là xoay bằng tay đúng không? Đúng chưa? Hiểu cái này chưa đã? Rồi, và sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này thì chúng ta lại phải điều chỉnh lại bởi vì cái này lại không làm chính xác. Bởi vì các bạn biết tại sao không chính xác? Bởi vì cái chân là chúng ta đưa vào áng chừng mà. Có đúng không? Cái chân này giả áng chừng, vậy thì cái này phải đẩy lên một tí nữa. Ok, cầm này, làm chuột, Ctrl Shift Z, chọn đối tượng dưới, Z, chúng ta đẩy lên trên một tí nữa. Ok, và sau đó thì chúng ta sẽ trở về P. Các bạn có nhìn thấy ghế này chưa? Ok, thì cái ghế này chính là cái giá trị mà chúng ta sẽ phải làm lại với cái biểu tượng như thế này. Làm lại một chiếc ghế. Và bây giờ thì các bạn sẽ bật phần mềm lên và bắt đầu là thực hành giúp thầy cái việc này. Đó là dựng một chiếc ghế.